Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ sản phẩm phun xương tạo hơi nước siêu khỏe 220V. Với tính năng tạo hơi nước làm mát không khí, sử dụng trong phòng điều hòa hay lắp đặt phía sau quạt giúp tạo độ ẩm tốt, hay thậm chí dùng để trang trí cho bể cá cũng là một sự lựa chọn hay. Thông số kỹ thuật: sử dụng đầu phun xương công suất lớn nên lưu ý mực nước phù hợp là cao hơn đầu cảm biến 2cm. Với các led 7 màu chuyển màu tự động xung quanh khi hoạt động rất bắt mắt. Điện áp sử dụng 220V với dây nối dài, chỉ cần cắm điện là cá đã có thể hoạt động. Mình có một video so sánh nhỏ hoạt động của hai động cơ phun xương 220 VAC và loại 24 VDC. Các bạn hãy đưa ra đánh giá của riêng mình ở phần comment nhé. Với những tính năng vượt trội, việc tạo xương dày và gần như ngay lập tức, bộ động cơ phun xương tạo hơi nước 220V hoàn toàn là sự lựa chọn thích hợp trong mùa hè này. Chỉ cần đặt đầu phun vào nước và cũng không cần lo lắng về việc nếu hết nước thì sao. Động cơ sẽ tự động ngắt khi mực nước ở dưới mức cho phép. Các bạn có thể yên tâm cho hoạt động và tuổi thọ của sản phẩm. Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Mọi ý kiến cũng như thắc mắc cần giải đáp, các bạn hãy lại ở phần comment nhé. Đừng quên chia sẻ sản phẩm đến nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.